18 tốc độ vòng quay. Đây. Có trang bị đèn led anh em nhé. Trang bị đèn led. Và có đảo chiều. Đây đảo chiều anh em này, đảo chiều này. Đây con này thì dùng sạc cốc. Rất ok. Máy rất khỏe nhá. Đây em thử vít đây. Vít gỗ thì nếu vít gỗ thì cái độ mút của nó chỉ là chặt. Khoan thì đơn giản thôi, như vít thì nó mút. Ai. Ồ, quá đơn giản. Đây. Vít xuyên thủng luôn. Rất đơn giản nhá. Đấy, em vừa test cái máy rồi.